Hòa Minh Di lên tiếng khi bị chỉ trích vì gay gắt với fan, đừng dạy bảo chị. Khán giả yêu cầu nữ ca sĩ lên tiếng xin lỗi sau lời bình luận với fan, được cho là gay gắt thiếu tôn trọng. Là ca sĩ có lượng fan đông đảo nhất nhì showbiz, song Hòa Minh Di luôn vướng vào những thị phi xoay quanh các phát ngôn của mình. Mới đây dư luận tỏ ra phẫn nộ khi nữ ca sĩ được cho là có thái độ không hài lòng với một fan đưa ra lời góp ý về âm nhạc. Cụ thể, Hòa Minh Di chia sẻ clip ngắn về một bản thu cô thực hiện trong lúc bị ốm, ngạt mũi. Nữ ca sĩ nói thêm, đây là một trong những chất liệu âm nhạc mới mà ekip chọn phát triển trong năm 2019. Ở phần bình luận, một fan đã dành cho thần tượng nhiều lời khen cùng góp ý chân thành. Lúc ra mắt chính thức, cứ để nguyên beat cao trào như thế này thì chắc chắn sẽ thành hit à. Đừng đổi beat hay cắt xén gì nha ạ. Ngay sau đó, Hòa Minh Di đã để lại bình luận khiến người xem ngỡ ngàng, cô viết, lần thứ hai chị muốn nói với em, đừng dạy bảo chị phải làm gì. Hòa Minh Di gây tranh cãi khi được cho là có thái độ gay gắt với fan. Lập tức phản ứng của giọng ca rời bỏ khiến đa số công chúng phẫn nộ và chỉ trích nặng nề. Mọi người còn yêu cầu nữ ca sĩ phải lên tiếng xin lỗi trước phát ngôn được cho là thiếu tế nhị của mình. Trước phản ứng của dư luận, Hòa Minh Di đã xóa phần bình luận gây tranh cãi và chọn cách im lặng. Tuy nhiên, phần ảnh chụp màn hình cuộc hội thoại được dân mạng ghi lại và lan truyền chóng mặt trên các diễn đàn giải trí. Nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng với thần tượng vốn có tính cách gần gũi dễ thương. Một tài khoản để lại ý kiến, trước từng có cảm tình với chị dù trước đó không thích cho lắm, đến bây giờ thì em thấy chị không xứng đáng được yêu thương. Khán giả khác tỏ ra đồng tình, mình rất thích nghe nhạc của Hòa, giờ mới thấy tính cách vậy, thôi khỏi hâm mộ luôn, coi chừng có ngày mất hết fan nha chị. Trao đổi với chúng tôi, phía Hòa Minh Di cho biết sẽ không đưa ra ý kiến về vấn đề này và mong vụ việc sẽ nhanh lắng xuống. Quản lý Hòa Minh Di bộc bạch, có khi đôi lúc Hòa giỡn với fan mình thì người không thích Hòa lại kêu đó là hành động kỳ, còn như fan của Hòa thì được dịp tương tác với thần tượng. Kiểu có gì đâu, vẫn là câu nói giỡn thường ngày của Hòa với fan mà thôi, có chăng mọi người đang nhìn với cái nhìn tiêu cực. Cũng trong tháng 8 năm ngoái, sau khi Hòa Minh Di hào hứng đăng tải bìa album Love Yourself của bộ sưu tập đầy chữ ký của 7 thành viên, nhiều cư dân mạng nghi ngờ đó là chữ ký giả. Ca sĩ sinh năm 1995 thẳng thắn đáp, làm ơn ngốc thôi đừng ngốc quá mà, nói năng thiếu kiểm soát và ngờ nghệch thế này được không bạn? Cuối tháng 8, Hòa Minh Di lại vướng ồn ào khi có mặt tại khu vực hậu trường của lễ trao giải. K-Music Award, cộng đồng fan K-pop chỉ trích cô xâm phạm đời tư nghệ sĩ và kêu gọi tẩy chay. Trước làn sóng phản đối dư luận, Hòa Minh Di đã quay clip cúi đầu xin lỗi BTS và fan của nhóm nhạc đình đám. Hòa Minh Di xin lỗi tất cả các bạn ARMY tại Việt Nam cũng như ARMY trên toàn thế giới. Mình rất mong mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây và không đi xa hơn nữa, cô chia sẻ. Đều có bạn thân khuyết tật, Công Vinh về quê là tặng tiền quà, hành xử của Công Phượng mới choáng. Ngẫu nhiên trùng hợp cả Công Vinh và Công Phượng đều có bạn thân là người câm điếc, xem cách hai chàng danh thủ đối xử mà ấm lòng. Không ngoa khi nói rằng cuộc sống của Công Vinh hiện tại là ước mơ lớn lao của biết bao người. Tuy nhiên để có được như ngày hôm nay thì nam danh thủ đã phải cố gắng rất nhiều, trải qua tuổi thơ cơ cực. Nói đến tuổi thơ của Công Vinh thì không thể không nhắc tới người bạn tri kỷ của anh. Với Công Vinh không có người bạn nào đặc biệt hơn Lệnh, và anh cũng là người bạn mà Công Vinh thật sự trân trọng. Từ nhỏ, mỗi khi Công Vinh lao ra sân ruộng với trái bóng trong tay thì đi kèm anh luôn là Lệnh. Vinh tập suốt, Lệnh đứng gôn tập bắt. Thậm chí, lò xâm lam Nghệ An đã chấm cả Công Vinh và Văn Lệnh sau khi cả hai chơi rất hay trong đội của xã. Tại giải đấu cấp huyện năm 1999, tuy nhiên do bị tật bẩm sinh nên Văn Lệnh không thể theo chân Công Vinh cùng đến với bóng đá chuyên nghiệp. Kể từ khi thành danh, Vinh chưa bao giờ quên người bạn thân thời thơ ấu. Mỗi dịp Tết đến xuân về, anh đều mua đủ thứ quà về cho Lệnh. Nào là bánh kẹo, thuốc lá, quần áo và giày dép. Lệnh rất thích được bạn đèo đi khắp làng, dù có là trên xe máy hay trong xế hộp. Có lần vì nhớ Vinh nên Lệnh đã lên thành phố tìm và bị thất lạc suốt một thời gian dài. Mỗi lần về quê, nam danh thủ đều tới thăm bạn. Anh còn tặng những món quà ý nghĩa cùng tiền tiêu vặt. Là một trong những cầu thủ trẻ tài năng nhất hiện nay, Công Phượng sở hữu lượng fan hâm mộ rất đông đảo, trong đó có một cổ động viên vô cùng đặc biệt, một fan cuồng và cũng là người anh em kết nghĩa của tiền đạo đang khoác áo Hoàng Anh Gia Lai. Nói về tình bạn định mệnh này, Công Phượng cho biết anh và Cường gặp nhau lần đầu năm 2014 khi U19 Việt Nam đá ở Mỹ Đình. Khi ấy, Phượng rất cảm động khi anh Cường nhất quyết hỏi địa chỉ nhà để về thăm. Cường chỉ là một hàng triệu người hâm mộ Công Phượng, nhưng gọi là đặc biệt bởi anh bị câm điếc bẩm sinh. Mặt khác, dù khuyết tật, nhưng Cường đã có lần thứ 3 vượt hàng trăm km từ Phú Thọ về Đô Lương để gặp Công Phượng. Trước sự nhiệt tình và chân thành của Cường, gia đình Công Phượng đều tỏ ra xúc động. Tết năm 2016,
Gia đình nam danh thủ còn giữ Cường ở lại ăn Tết cùng. Công Phượng đã nhận Cường làm anh nuôi. Tiền đạo xứ Nghệ còn chia sẻ muốn chữa khỏi bệnh cho Cường. Anh đã nhờ người thân tìm cách chữa trị tốt nhất cho người anh em đặc biệt này. Mặc dù ít có cơ hội gặp nhau, nhưng Công Phượng vẫn luôn liên lạc hỏi thăm Cường. Công Phượng cũng như gia đình đối với anh Cường rất tốt, thậm chí còn tìm người giỏi để chữa bệnh giúp anh. Chứng thành Harry Won và Tiến Đạt, sự bao dung và cách hành xử đầy tuyệt vời trong showbiz. Những lời nói hành động của Chứng thành Harry Won và Tiến Đạt thể hiện một sự bao dung trong tình yêu, khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ và có cái nhìn khác về họ. Sau nhiều năm tháng lẻ bóng, vào cuối tháng 12 vừa qua, Tiến Đạt đã chính thức kết hôn với cô dâu Lê Thụy Vi. Họ tổ chức một đám cưới giản dị và nhanh gọn, không tiệc tùng sang trọng tại những nơi hoa lệ, chỉ mời một vài người bạn thân thiết. Công chúng hết lòng chúc mừng Tiến Đạt và hạnh phúc mới của anh. Đa số mọi người đều cảm thấy hài lòng và mong chờ đám cưới này sẽ diễn ra, coi như sự bù đắp cho những tổn thất khó khăn của Tiến Đạt trong thời gian qua. Và tất nhiên không ít người tò mò và chờ đợi phản ứng từ phía Harry Won, người đã có mối tình kéo dài suốt 9 năm với Tiến Đạt. Tuy không đến dự đám cưới nhưng Harry Won đã khiến công chúng bất ngờ và cảm thấy ấm lòng khi chúc mừng Tiến Đạt. Quá đẹp đôi, chúc mừng hai vợ chồng nhé, hạnh phúc mãi nha anh. Lời chúc ngắn gọn thể hiện đúng tính cách của Harry Won, không hoa mỹ kiểu cách nhưng chân thành và thật lòng. Harry không cần phải diễn sâu hay tỏ ra cầu kỳ bằng những thứ ngôn từ hoa mỹ. Cô chúc phúc Tiến Đạt bằng một sự giản dị, trong sáng nhưng chân thật. Trong lời nói của Harry Won không giấu giếm hay che đậy bất cứ điều gì. Nó thể hiện rõ niềm vui và hạnh phúc của Harry Won trước đám cưới Tiến Đạt. Cách Harry Won gọi hai vợ chồng cho thấy cô đang ở trong tâm thế thoải mái nhẹ lòng và không còn vướng bận điều gì nữa. Kể cả việc dùng câu chữ cũng cho thấy Harry Won dành nhiều tình cảm tốt đẹp cho Tiến Đạt như một người bạn tốt. Cô lấy hạnh phúc của Tiến Đạt làm niềm vui cho mình. Lời chúc này của Harry Won đã thay đổi nhiều suy nghĩ trong công chúng và khiến họ yêu cô nhiều hơn. Mọi người đều cho rằng Harry Won là một trong số ít người còn giữ được nội tâm trong sáng và cách ứng xử văn minh như vậy trong showbiz. Trong khi rất nhiều cặp đôi showbiz tỏ ra hằn học, tố nhau sau khi chia tay, thì Harry lại chọn cách làm bạn và dành cho người mình từng yêu những điều tốt đẹp nhất, đó là một sự bao dung trong tình yêu. Nhưng có lẽ Harry đã học được sự bao dung này ở chính Tiến Đạt. Kể từ khi chia tay và biết người yêu đi lấy người khác, Tiến Đạt chưa bao giờ dùng một từ ngữ nặng nề nào để nói về Harry. Ngược lại, Tiến Đạt luôn nói về Harry Won bằng những từ tốt đẹp nhất và chỉ nhớ về những kỷ niệm đẹp với cô. Anh từng nói, tôi xem quá khứ là kỷ niệm đẹp và coi Harry Won như bạn bè. Tôi luôn chúc Harry hạnh phúc và thành công hơn nữa sự nghiệp. Ngay trong thời điểm Harry Won gặp phải nhiều chỉ trích nhất vì quen Trấn Thành, chính Tiến Đạt cũng là người đứng ra bảo vệ cô khỏi bố rìu dư luận và luôn nhận lỗi về phía mình. Anh nói, lỗi là ở tôi. Nhưng trong câu chuyện tình yêu này, người dũng cảm bao dung và đáng mặt trượng phu nhất phải là Trấn Thành. Người đã dám đối mặt, không trốn tránh và dành cho đối phương cả một lòng biết ơn, không hề giấu giếm, Trấn Thành từng nói. Lý do giữa tôi và Tiến Đạt vẫn giữ được hòa khí và làm bạn với nhau vì tôi luôn tôn trọng Tiến Đạt. Tôi mang ơn và tôn trọng Tiến Đạt vì tôi hiểu đó là người đã rất tốt với Harry Won. Tiến Đạt đã cùng vợ tôi trải qua chặng đường đủ dài để anh được quyền làm một điều gió trong cuộc đời của Harry. Tôi mang ơn Tiến Đạt thật sự. Trong lời nói của Trấn Thành cho thấy anh là người hiểu chuyện, biết trước biết sau và sống có đạo lý. Và Trấn Thành đã hiện thực hóa đạo lý đó bằng cả hành động. Anh chia sẻ, vừa qua chắc mọi người cũng biết anh Tiến Đạt có nhiều rắc rối trong gia đình. Tôi là người đầu tiên nhắc Harry Won rằng em đã gọi điện cho Tiến Đạt chưa, đã an ủi anh ấy chưa. Thường thì chẳng người chồng nào muốn vợ mình nhắc về tình cũ chứ đừng nói gì nói chuyện với nhau. Vậy mà Trấn Thành lại dám nhắc Harry Won gọi điện cho Tiến Đạt để hỏi thăm. Nếu không phải người bao dung và dũng cảm sẽ không thể làm được điều này. Chính lòng bao dung, dũng cảm và trong đạo lý đã giúp cho ba người luôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp và nội tâm hướng thiện giữa bốn rìu dư luận. Ngay trong lúc này họ vẫn bị dư luận nhắc đến một cách ác ý. Nhưng họ đang đứng ở một dòng chảy khác đầy vị tha. Đó là điều đáng để các cặp đôi trong showbiz học hỏi. Đây là sau việc gặp ngay vận xui phải nhập viện gấp ngay đêm giao thừa. Ngay trong đêm, Lan Phương đã lập tức nhập viện vì bị ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, đến hiện tại thì sức khỏe của cô đã phần nào ổn định hơn. Cách đây vài giờ trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lan Phương vừa kể lại chuyện không hay mà mình gặp ngay thời khắc chuyển giao năm mới, cô cho hay. Đêm cuối năm lại vào bệnh viện do ngộ độc thực phẩm khi đi quay phim, dẫn đến nhiễm trùng đường tiêu hóa, nôn 10 lần, truyền 3 chai nước biển nên trong bụ bẩm lắm. Phải dùng kháng sinh nên tạm thời không cho bé bú mấy ngày. Thương Lina thèm bú mẹ lắm. Hôm qua bé bú được một lần khi mẹ còn trên giường bệnh rồi thôi.
Đêm qua mẹ ru ngủ mà không được bú mẹ, sáng nay bé giận mẹ một chút rồi thôi. Con chắc cũng hơi hiểu là do mẹ bệnh và mẹ không cho con bú là để tốt nhất cho con trong 3 ngày tới. Con cười với mẹ, nụ cười ấy làm ấm áp hẳn căn phòng và làm mẹ có thêm bao sức mạnh. Năm mới đến rồi, cả nhà mình cũng sẽ chăm sóc nhau mạnh khỏe con nhé. Mẹ và Daddy mỗi ngày yêu con nhiều hơn. Để người thân và khán giả không phải lo lắng nhiều, Lan Phương khi trên giường bệnh cũng đã chụp một bức ảnh đi kèm với nụ cười. Tuy nhiên, ai cũng thấy rõ sự mệt mỏi và hốc hác trên gương mặt này. Nhưng khá may mắn khi ở khoảnh khắc nào thì nữ diễn viên cũng có ông xã ngoại quốc bên cạnh chăm sóc. Điều này đã khiến cho Lan Phương yên tâm hơn. Sau khi lập gia đình sinh con thì nữ diễn viên đã có một cuộc sống rất hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc yên bình và đặc biệt là nét đáng yêu của cô công chúa vừa chào đời. Chính con gái đã phần nào khiến cho cuộc sống của hai vợ chồng thêm nhiều thay đổi và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Trước khi chính thức làm vợ của chồng Tây tên David thì Lan Phương cũng khá lận đận trong chuyện tình duyên. Dù cô và ông xã vẫn chưa tổ chức đám cưới rình rang, nhưng cuộc sống bình yên hiện tại còn quan trọng hơn các nghi thức truyền thống. Khán giả cũng thường xuyên gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên trên trang cá nhân khi thấy cô có được một tổ ấm hạnh phúc.